Hello, chào cả nhà nha. Đây Thìn đi khám phá trong núi nè, ở trên bờ đá mà Thìn hay đi chơi ấy. Thìn cũng đi khám phá ở trong núi đá nè cả nhà. Hãy ủng hộ và để like và subscribe đăng ký kênh của mình nhé cả nhà.